Đây là con quái vật đáng sợ nhất mà tôi từng thấy, mồm của nó to như cái bồn máu, đừng bao giờ dại mà nhìn thẳng vào mắt nó, bằng không, nó sẽ đuổi sát bạn không thôi. Nhóm người này đang cẩn thận leo cầu thang, bởi vì con quái vật khổng lồ này đang ở phía sau bọn họ, cậu thanh niên quá sợ hãi, cho nên đã bị ngã một cái, kết quả. Cậu ta vừa ngẩng đầu, đã thấy con quái vật kia đang độc ác nhìn cậu ta chằm chằm. Mẹ ơi! Đồng đội vội vàng kêu anh ta mau chóng chạy đi, nhưng cậu ta quá sợ hãi, tay chân run lẩy bẩy, căn bản không nghe thấy tiếng gọi, nhìn thấy cậu ta sắp bị ăn thịt. Vào lúc nguy cấp, nam chính Akira liền xuất hiện và cứu được anh ta, nhưng chuyện này cũng đã chọc giận con quái vật bắt đầu di chuyển, chuẩn bị giết sạch tất cả, cả nhóm người sợ hãi bỏ chạy, sắp chết đến nơi rồi, bọn họ tìm thấy một đường hầm nhỏ, vội vàng chạy vào bên trong ẩn nấp, cơ thể con quái vật to lớn, không chui vào được, nhưng, ta thích ngươi rồi đấy, phải mau chóng tìm cho bằng được nối ra, cậu thanh niên kia tràn đầy tự tin nói, cậu ta rất quen thuộc nơi này, nhưng ngay sau đó, cậu ta đã bị lạc đường, nơi này chính là một mê cung lớn, cậu ta dựa vào trực giác chọn bừa một lối đi, đi một mạch về phía trước, thì nhìn thấy một con tàu hỏa chở than, cậu ta chắc như đinh đóng cột nói rằng nếu cứ đi theo đường ray thì sẽ tìm được lối ra, nhưng còn chưa bắt đầu hành động, thì đột nhiên, là con quái vật đó, nó đã đuổi theo đến nơi rồi, Akira dứt khoát, ngồi lên tàu hỏa, phía dưới chính là dốc, chỉ cần ngồi lên tàu là có thể khởi động được, như vậy thì con quái vật sẽ không thể đuổi kịp, nhưng tàu hỏa đã quá cũ rồi, bánh xe đã bị kẹt, Akira dùng toàn bộ sức, liều mạng đẩy tàu, cuối cùng vào trước lúc quái vật đuổi đến nơi, cũng đã đẩy được tàu hỏa, nhóm người ngồi lên xe lửa vội vàng rời khỏi đây, mà phía sau, quái vật vẫn không tha cho bọn họ. Một người đồng đội đã lấy một cái túi ra, mọi người vội vàng lấy lựu đạn ra ném, sau một tiếng nổ lớn, quái vật đã biến mất không thấy đâu, an toàn rồi, nhưng ngay sau đó, con quái vật đột nhiên xông ra, xem ra, vừa rồi nó đã đi nối tắt để đến đây nhanh hơn, càng tăng hơn là, đường ray phía trước đã bị đứt một đoạn, cho dù chọn đường nào thì cũng là đường chết, chỉ đành phải liều mạng thôi. May mặt, xe lửa đã bay qua đầu con quái vật, bọn họ thoát được một ải, nhưng sau đó, rắc rối lại tiếp tục kéo đến, đằng trước là ngõ cụt rồi, lúc này đúng là tiến thoái lưỡng nan mà, nhưng lúc này, chỉ đành phải xông về phía trước thôi. Sau một tiếng vang to, bọn họ đã rơi xuống hồ nước, con quái vật sợ nước, chỉ đành không cam tâm mà rời đi, bọn họ sống rồi, trải qua một cuộc chiến, Akira bắt đầu nghiêm túc luyện võ nhiều hơn, không còn muốn tìm quái vật ăn hành nữa, mục tiêu của cậu, chính là boss của quái vật, nơi này là một hòn đảo bị dính lời nguyền, trên đó có vô số quỷ hút máu sinh sống, bọn chúng sống nhờ vào máu của nhân loại, một khi ngừng hút máu, thì sẽ bị mất đi lý trí, và biến thành quái vật, quỷ hút máu sau khi biến dị, thì cơ thể sẽ trở nên to lớn, lực chiến đấu cũng tăng mạnh, những con quỷ hút máu này đều sẽ nghe theo chỉ dẫn của boss ma cà rồng, boss có một cơ thể bất tử, thực lực cường đại, sở thích duy nhất chính là tìm những con người may mắn sống sót, biến bọn họ trở thành quỷ hút máu, thứ có thể khắc chế bọn chúng, chỉ có một bình thuốc tên 501, nhưng đã nhiều năm như vậy, vẫn chưa có ai tìm thấy nó, con người may mắn sống sót trên đảo, vẫn luôn chiến tranh với ma cà rồng, nam chính Akira chính là một trong số những người sống sót đó, cậu là người có chỉ số vũ lực cao nhất, nhìn thấy ma cà rồng càng ngày càng nhiều, Akira biết, bắt buộc phải đánh bại boss, bằng không, nhân loại sẽ bị diệt vong, chuyện tìm thuốc không thể thực hiện ngay được, cậu dẫn theo đồng đội, sau nhiều lần trắc trở, cũng coi như đã đến được một sơn động cất giấu thuốc, như trong truyền thuyết nói, nhưng nơi này, cũng đã sớm bị ma cà rồng chiếm giữ rồi. Nhưng mà trong mắt của Akira, thì cũng chỉ là mấy con tép siêu, chỉ thấy cậu ta nhấc lên một thanh đao, một mình đã có thể cân hết, một đám ma cà rồng, nhóm người bắt đầu đi về phía trước, nhưng không biết đi được bao lâu, bọn họ nhìn thấy một gian phòng thí nghiệm, ở đây có đủ các thể loại chai lọ, tìm kiếm mấy tiếng đồng hồ, Akira đã tìm thấy chai thuốc 501 kia rồi, cả nhóm người kích động cực kỳ, đột nhiên, một người đàn ông tay cầm thanh đao, từng bước ép sát bọn họ, hắn ta là anh trai của Akira, cũng là thủ hạ đắc lực của ma cà rồng, mục tiêu lần này, chính là tiêu hủy lọ thuốc này, anh trai của Akira rất lợi hại, Akira không phải đối thủ của hắn, sau khi đánh vài hiệp, thì vũ khí của cậu đã bị đánh gãy, may mà đồng đội đã liều mạng xông lên, mới có thể bảo vệ được tính mạng cậu, cuộc chiến kết thúc, anh trai Akira đã cầm theo bình thuốc rời đi, nhưng mà đồng đội, thì lại vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa rồi, tôi sẽ không để cậu chết uổng đâu. Đây là một cuộc chiến không thể xảy ra sai sót nào, Akira rút thanh kiếm dài ra, đối diện, chính là một con quỷ hút máu, đồng thời, cũng là anh trai ruột của cậu, đây vốn dĩ là một quan hệ mật thiết nhất trên đời, tại sao lại muốn tự cắn xé lẫn nhau, bởi vì, anh trai Akira không những giết đi đồng đội của cậu, mà còn cướp đi bình thuốc duy nhất, có thể đánh bại được ma cà rồng, trong mắt Akira tràn đầy thù hận, trong nháy mắt, hai người đã đánh nhau mấy trăm hiệp rồi, Akira càng đánh càng hăng, một cú đạp mạnh, đạp bay anh trai ra ngoài, và ngay sau đó, anh trai đã thần bí biến mất rồi, cảm thấy không ổn, nam chính liền lần theo vết tích, đi vào trong một sơn động, đột nhiên, là anh trai cậu,
hai người lại xông vào đánh một trận. Trong quá trình vật lộn, một cây cột đột nhiên bị đổ, ai ngờ anh trai mặc kệ an toàn của bản thân, xông ra cứu Akira. Thật ra, anh trai không hề có ý xấu, chỉ là muốn lấy bản thân mình làm thí nghiệm, khiến nam chính có thể đột phá bản thân, trở nên càng mạnh hơn. Cuối cùng, anh trai đưa cho Akira chai thuốc, còn bản thân thì vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa. Akira đang chìm trong nỗi đau, không cách nào thoát ra được. Đột nhiên, boss ma cà rồng đi ra từ trong bóng tối, thì ra, hắn vẫn luôn đứng xem vở kịch huynh đệ tương tàn này ở đằng sau, đồng thời, cũng đã phái thêm thuộc hạ đi săn nhân loại. Đối mặt với đối thủ mạnh, liệu nhân loại có thể sống sót? Còn về Akira sau khi lấy được thuốc, liệu có thể đánh bại được boss ma cà rồng mà không bị hắn đồng hóa? Bộ phim có kết cục như nào, chúng ta cũng không thể biết được. Bộ phim Đảo Quái Vật chính là một bộ phim được chuyển thể từ bộ anime cùng tên. Kết cục của bộ phim không được rõ ràng, thật ra tôi cũng không biết được, nhưng tôi đoán Akira nhất định sẽ thắng, còn nếu không thì cậu ta cũng có thể biến hình. Anh em siêu nhân, biến hình.